Xin chào các bác ha. Hôm nay em xin giới thiệu cái dòng âm ly đa kênh của Yamaha, có model là DSB AX 440. Thì đây là hàng đấu giá nội địa Nhật về ha. Nên các bác sẽ thấy là hình thức còn rất là đẹp. Thì máy sẽ có thiết kế là toàn bộ mặt phía trước ha, là được thiết kế màu vàng chanh, rất là đẹp. Và cái giá xuất xưởng của cái con âm ly này cũng rất là khá cao, 39.000 yên thì nó sẽ tương đương là 8,6 triệu đồng Việt Nam. Đối với cái Yamaha AX 440 này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh cơ bản như là Dolby, Digital và DTS. Thì cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cái công suất lên đến là 110W một kênh cho loa 6 ohm, và nó sẽ đánh là 12 sò thang lớn ha. Thì nó là 6 kênh, đây là dòng đa kênh 6.1. Thì với cái dòng này thì nó sẽ có 26 chế độ âm thanh để nghe, tức là rất là nhiều cái chế độ để nghe nhạc và xem phim. Và đặc biệt là cái dòng này nó vẫn sẽ hỗ trợ cái chế độ là 6 kênh stereo, tức là các bác sẽ có thể nghe nhạc bằng tất cả các loa kênh loa khi sử dụng ở chế độ nghe nhạc, âm thanh đều các loa rất là hay. Như các bác sẽ thấy là cái dòng này nó sẽ cho phép chỉnh bass chép trực tiếp trên máy luôn, bằng cái phím control này, tăng giảm chép, và tiếng bass và tiếng chép những con này thì cũng khá là tốt ha. Rồi, về mặt chuyển đổi DAC thì nó sẽ sử dụng cái bộ chuyển đổi 24 bit 96 kHz cho tất cả các kênh, và máy về sẽ kèm một cái khiển phụ kiện của Yamaha ha. Rồi đây là cái nội thất bên trong của âm ly, em đã mở ra sẵn rồi ha, một cái biến thế Yamaha to, có đóng logo Yamaha luôn, và kể cả hai cái tụ lọc nguồn cũng sử dụng loại tụ cao cấp là tụ Nippon, Nippon do Yamaha sản xuất luôn, 8200 microfarad. Ruột gan con này cũng khá là sạch sẽ ha, đánh 12 sò thang ha, phía dưới là 10 sò và phía trên là 2 sò. Đây là cái kết nối phía sau, thì âm ly sẽ sử dụng một cái cổng quang để giải mã, sử dụng cái từ Smart TV đi xuống ha, bằng cái cổng quang và cái cổng analog. Đây ở đây em đang kết nối bằng ngõ DVD và ngõ CD. Và đặc biệt là cái dòng âm ly Yamaha này nó sẽ hỗ trợ cho đánh chế độ loa A, B và A cộng B luôn ha, với cái trở kháng của nó là từ 6 ohm cho tới 16 ohm ha. Bố trí của nó theo chiều ngang nha các bác ha, một kênh loa ha, theo từng cặp ngang ha. Rồi em sẽ mở lại âm thanh để mà test cái chức năng tất cả các kênh loa cho các bác luôn. Thì nếu như mà bác nào chỉ có hai lo ha, thì ta lắp vào cái vị trí main này ha, đỏ ha. Nguyện đêm mình ha, một lo và vị trí đỏ đen đây. Tôi luyện men hơi. Một lo ha. Rồi, nếu bác nào có thêm một cặp lo ha, thì ta lắp vào vị trí
rear ha, hoặc sọt rau đây. Chiến nhưng vẫn rồi rồi nếu bác nào có thêm một cái la center ha thì ta lắp vào cái vị trí này ha. Rồi nếu mà ta có thêm một cái lo center phía sau ha thì ta sẽ lắp vào cái vị trí này. Rồi tất cả đều hát ok. Thì cái dòng này nó sẽ có điện áp là 100V, công suất tiêu thụ điện là 230W nha, sản xuất tại Malaysia. Rồi em sẽ kết nối cái lo lại để test phía trước cho các bác ha. Thì cái cổng DB đang test bằng cái ngõ cổng quang ha. Ha, em test qua cái ngõ CD ha, tôi nhấn CD trên cái khiển ha. Đây, đây là cái ngõ CD đây, nó sẽ có cái gạch đỏ đây. Đánh cũng khá là lực ha. Thì cái kích thước của nó là chiều ngang 435mm, chiều cao là 161mm và chiều sâu là 390mm, cân nặng là 11kg ha. Thì cái amply này các bác có thể sử dụng để làm amply phát nhạc từ kênh YouTube xuống bằng cái cổng quang ha, hoặc là cũng có thể lắp thêm van số vào để hát karaoke ha. Hoặc có thể dùng xem phim và nghe nhạc cũng khá là tốt ha. Trong cái tầm giá vô cùng là tuyệt vời so với những cái amply lắp ráp ha. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác ạ.